thách ăn 10 vịt lộn và cái kết bất ngờ. Hả? Đâu này? Ăn hết luôn. Ăn sợ lắm. Sợ quá là ăn hết. Bữa vô ngoài chụp hỏi vô là ăn chứ là hè mà ăn hết 10 chốt. Nhanh lên. Ăn đi em đi chợ đó nha. Ok, chơi luôn. Ok, ba. Không ngon mọi người, không ngon. Đây, một tay nữa và móc chân nữa. Móc chân nữa mọi người. Đây.